Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về loại kính dâm mạ kính mát ạ. Rất là hot trên thị trường ạ. Nói chung là đây là loại kính cực kỳ tốt ạ. Không kém gì các kính xịn nhất trên thị trường ạ. Nó có tiêu chuẩn rõ ràng. Các cái tiêu chuẩn này thì là công nghệ tiêu chuẩn này. Đây, các bạn nhìn rõ nhé. Trên phần tiếng Anh có ghi rõ là tiêu chuẩn của Thụy Sĩ đấy ạ. Và nó được xuất rất nhiều sang châu Âu ạ, EU ạ. Các cái tiêu chuẩn này thì nhằm mục đích là cho cái sản phẩm mà an toàn nhất ạ. An toàn từ gọng kính này, chất liệu kính này. Đấy, mục đích là bảo vệ đôi mắt của bạn ạ. Và cho hình ảnh rõ nét nhất. Như tại Việt Nam thì mình biết là trên thị trường rất là nhiều loại kính khác nhau. Tuy nhiên là không ai quan tâm đến cái tiêu chí của chọn kính cả. Mà hầu hết là trên thị trường đều bán những cái loại kính dâm rẻ tiền ạ. Và nó cực kỳ là gây hại cho mắt khi mà nó tiếp xúc với lại ánh nắng mặt trời này, mồ hôi này, và các cái lớp phủ hóa chất ấy sẽ gây cho mắt rất là nhiều các cái vấn đề như là đau mắt, rát mắt, dị ứng này, ung thư giác mạc, thậm chí là nếu mà dùng lâu dài ấy, và những cái loại kính như này ấy, thì nó không có tác dụng bảo vệ chống lại cái tia UV ấy, thì nó sẽ gây là những hiện tượng như là chóng mặt, nhức đầu này, buồn nôn này, thậm chí là có thể là các bệnh về bỏng võng mạc này, viêm giác mạc và thậm chí là bị mù ấy. Thế là đặc biệt là trước những cái cảnh báo của thế giới về các loại bệnh về mắt do sử dụng những cái kính mắt là rẻ tiền ấy, thì là mình xin chia sẻ với các bạn đây là một cái loại kính mà được nhập khẩu từ Nga, thương hiệu là Lacna. Cái thương hiệu này được in rõ trên vỏ hộp và các bạn có tẩy xóa thế nào thì cũng không tẩy được ạ. Gọng kính cũng có thương hiệu ạ. Và trên gọng kính này in rõ là tên của sản phẩm này và công nghệ này thì được liên kết với lại công nghệ của công ty Lacna này, liên kết với lại Thụy Sĩ ạ. Đây ạ, trong chứng nhận chất lượng có ghi rõ về cái sự kết hợp giữa hai công ty ạ. Đây là công ty là rất là nổi tiếng trên thế giới là Swiss Airwear Group này, International. Đây là của Thụy Sĩ nhé các bạn ạ. Và cái sản phẩm này được nhập khẩu rất nhiều nước trên thế giới đây. Đây các bạn có thể xem này, rất nhiều nước này, thậm chí cả Trung Quốc cũng nhập khẩu này. Đấy. Đây là chứng nhận chất lượng ạ. Sản phẩm thì đảm bảo tiêu chí là an toàn này. Và nó bảo vệ là 100% các cái tia UV ạ. Nó có cái 9 lớp phân cực ạ. Một lớp phân cực thì 9 lớp phân cực trong giới thiệu đây là sẽ ghi là một lớp nền tảng phân cực là với công nghệ loại bỏ chóng lóa tốt nhất này. Hai cái bộ lọc tia UV là chống lại mọi phổi tia UV độc hại này. Và hai cái lớp hiệu chỉnh màu sắc cho màu sắc tự nhiên và độ tương phản rõ nét nhất ạ. Và hai cái lớp đệm ấy, chống va đập gấp 2 lần và hai cái lớp mà bảo vệ chống chảy xước cho độ bền tối ưu khi mà chúng ta lỡ tay đánh rơi ấy, hoặc là cọ sát vào ấy, thậm chí không bị chảy xước. Và thậm chí sản phẩm này không có hộp, không cần hộp các bạn ạ. Chỉ cần vỏ thì chúng ta biết là cái độ bền về mặt kính như thế nào, không bị chảy xước ạ, khi bị va đập hoặc là bị cọ sát ạ. Cái độ tương phản nó rõ nét ở đây ạ. Và cái ưu điểm của nó là cái hàng này là một được đánh giá là hàng chất lượng cao, không kém gì các hàng tên tuổi trên thế giới ạ. Và được nhập khẩu rất nhiều vào EU đấy ạ. Có cho độ tương phản rõ nét nhất này, màu sắc tự nhiên này, chống chói lóa mắt này. Đặc biệt là sản phẩm này được chọn cho các phi công, thậm chí cả Mỹ và của Nga đấy ạ. Khi mà bay trong những cái vùng mà ánh sáng chói lóa và nguy hiểm ấy, thì cái sản phẩm này là do cái công nghệ Polaris là công nghệ của Thụy Sĩ, nó cho ánh sáng đứng ạ. Trong đây là có giới thiệu về cái công nghệ đấy ạ, ánh sáng đứng. Kính Lacna là cho ánh sáng đứng. Khi xuyên qua thấu kính Lacna thì nó sẽ cho ánh sáng đứng rất là hữu ích cho mắt ạ. Không gây các hiện tượng như là chóng mặt, buồn nôn hay là nhức đầu đấy ạ. Và đây là khả năng bảo vệ mắt này. 100% là bảo vệ các cái tia UV độc hại này. Rất là tiện lợi, comfortable đấy ạ. Đây là về giá này cực kỳ ưu đãi ạ. Tốt hơn rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ạ. Và chống va đập rất là tốt ạ. Đây là hình ảnh búa đập vào kính ạ, không vỡ ạ. Hình ảnh đại diện đấy ạ. Người mẫu của Nga đấy. Người mẫu kỳ nổi tiếng của Nga. Và trên các cái sản phẩm có ghi rõ các cái đây là giới thiệu về cái công nghệ là duy nhất chỉ có cái công ty của Thụy Sĩ đấy có thôi ạ, công nghệ Polaris đấy ạ. Và đây là có giới thiệu về các cái vùng ánh sáng đấy ạ.
khi bay trên bầu trời nó sẽ cho ánh sáng rõ nét nhất này, kể cả khi là lái xe ở những cái vùng ánh sáng chói này và những cái vùng mây mù này đều cho cái hình ảnh tương phản cực kỳ rõ nét ạ. Trên gọng kính nhé các bạn ạ, đều ghi rõ logo và hình ảnh kính ạ. Certificate có sẵn ạ. Các mẫu thì các bạn tham khảo trên website hoặc là tại đây ạ. Rất nhiều mẫu ạ, cả nam cả nữ ạ, an toàn cho cả trẻ em ạ. Sản phẩm đảm bảo tiêu chí an toàn và mục đích là bảo vệ mắt ạ.